Gần các khu công nghiệp đã hiện hữu thì nhu cầu tìm mua một bất động sản để ở với mức giá phải chăng luôn được nhiều anh chị tìm kiếm. Và hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một bất động sản như vậy. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Phú Mỹ. Đây là kênh chuyên giới thiệu nhà đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu anh chị đang cần tìm mua hay có nhà đất tại đây cần bán thì hãy gọi ngay cho em qua số 0938 948 023 nhé. Cảm ơn mọi người. Và trước mặt mọi người là lô đất em muốn giới thiệu ngày hôm nay. Lô đất tọa lạc tại khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Như mọi người có thể thấy, lô đất này tọa lạc ngay trên trục đường nhựa hiện hữu. Đường này chỉ cách nút giao với đường Mỹ Xuân Ngải Giao chừng 300m. Từ đây có thể dễ dàng di chuyển về khu trung tâm hành chính phường hay ra tới quốc lộ 51 để về các khu công nghiệp trong địa bàn như khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 2, 3, Cảng Cái Mép Thị Vải, thành phố Vũng Tàu hay về cao tốc Long Thành Dầu Dây để về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng còn lại ra ngay cụm khu công nghiệp Hắc Dịch và liền kề đó là khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 để có thể dễ dàng làm việc. Xung quanh vị trí đất thì dân cư đã hiện hữu và trong bán kính chừng 700 đến 1 km là đầy đủ các tiện ích phục vụ nhu cầu sống hàng ngày như chợ búa, hàng quán, bách hóa xanh, trường học các cấp, cây xăng. Với lợi thế gần các khu công nghiệp đã hiện hữu và rất thuận tiện trong việc di chuyển về khu công nghệ cao 450 ha sau này, thì vị trí đất em đang giới thiệu ngày hôm nay vừa có sự tăng trưởng ổn định nhờ mật độ dân cư đã hiện hữu, vừa có yếu tố bứt phá nhờ hạ tầng trong những năm tới. Để hiểu rõ hơn về vị trí đất, anh chị có thể tìm hiểu kỹ trên Google Maps, link vị trí em để dưới phần mô tả của video. Và chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về giấy tờ pháp lý của lô đất này. Đầu tiên là về giấy tờ pháp lý, thì theo như chủ cung cấp cho em, lô đất này đã có sổ hồng riêng, đứng tên một chủ và không có bất kỳ tranh chấp gì, cho nên mọi người có thể yên tâm trong việc mua bán sang tên đổi chủ đối với lô đất này. Thứ hai là về diện tích đất, lô đất này có tổng diện tích là 100m², trong đó có 40m² đất thổ cư sở hữu lâu dài, còn lại là đất trồng cây. Lô đất này có 5m mặt tiền đường, chiều sâu 20m. Hướng lô đất này là hướng Tây Nam. Và điều cuối cùng em muốn cung cấp là về giá bán của lô đất này. Hiện chủ muốn bán lô đất này với giá 1 tỷ 350 triệu. Anh chị nào quan tâm tới mảnh đất này vui lòng liên hệ với em qua số 0938 948 023. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào.